Hải sản thì phải ăn món Thái. Hai, xin chào cả nhà. Giờ mình đi lên bên trên để đi ăn món hai đi lao. Đây là cái bày làm neo của hai đi lao. Thì trước quán của hai đi lao có một cái dãy ghế để chờ và có một cái quầy họ để bánh nước uống. Còn bên đây thì cái quầy làm neo. Trong thời gian vào hai đi lao ăn, mình chưa có bàn ghế để vào bên trong, thì trong thời gian chờ qua đây ngồi làm món miễn phí luôn nè. Hên quá, hôm nay mình vào thì không đợi lâu, mình đi vào bên trong luôn nha. Đi dạo bến cảng xong rồi đi vào hai đi lao ăn tối cái nhà. Giờ này vào hai đi lao rất là đông. Cứ đi vòng đây em biết đâu. Đủ em. Dạ. Có cho đủ không á? Đó. Giờ này quay rất là đông. Cuối cùng thì mình cũng đã vào bàn rồi. Mấy em nhân viên ở đây phục vụ nước, mình uống gì thì kêu. Mình thì chọn nước xí muội, có vị chua chua ngọt ngọt, dễ uống và tiêu hóa hơn. Xí muội. Xí muội mà giống coca cả nhà, cái màu nó giống như coca vậy, đây là xí muội. Trong thời gian đợi món ăn mang ra thì mình uống nước như thế nhà. Cần. Đây là nước xí muội. Anh biết gì đâu, mình cho anh rồi. Hả? Uống nhiều quá. Cạn cái dòng hoa đó. Cái này nó dài sữa vậy, cái này nó dài sữa. Trong thời gian chờ thì cuối cùng cái nồi lẩu 4 ngăn cũng mang ra. Trong cái nồi lẩu thì có lẩu Thái và lẩu xương. Còn hai ngăn nước trong chắc là trộn mì và trộn rau. Bây giờ làm sao? Giờ mình đâu chiếc đi cả nhà. Mười cài luôn, ai cài cho mình. Mười cài. Em lấy một đôi đũa để mình cài. Bí cháu của mình vào đây, nó yêu cầu là cài ho Mỹ Ngạn. Nồi lẩu có 4 vị. Người cài. Cài trong đang ở bên xa. Đây là nước sốt. Nước ăn này của ai vậy? Cái gì vậy? Của Bill nói hả? Đúng rồi. Không biết là đồ người lấy còn đâu. Tôi đi lấy rồi. À, tự nhiên bỏ vô luôn gì vậy? Cho nó hỏng. Mấy cái giá trộn lên. Cái nó đây số tài khoản. Đây là cái chén nước chấm mình pha đủ vị trong đây, thịt bò bằm nè, thịt heo, hải sản, nấm, ớt, hành, ớt chín với tỏi, sa tế đầy đủ. Trong cái chén nước chấm mình làm một chén rất là ngon. Mà đặc biệt là mình cho nhiều ớt, ăn cay cay nó mới đã như cái vậy. Cái bò đi, cái bò đi. Cái bò đi các bạn, cái bò đi. Nhà mình ăn lẩu, thích ăn cọng mì, không thích ăn cọng bún. Bò này chấm với cái sốt này nè, là ngon nhất ngắt luôn. Nãy giờ, các bạn rủ quá, mình rủ cái bún bún. Cho nên nó ướt. Ăn với bạn đó, ngon ra. Cái miệng đang lỡ nữa, mà còn ăn cay nữa cả nhà. Cái này sống tui. Ăn món lẩu thì có rau. Để
Mình đi ăn cái món hai đi lao, mình thích ăn cái kiểu này, mì thì mình trụng mềm mềm, mình cho vào chén. Mình lấy một ít rau, mình trụng cho mềm, sau đó gấp cho vào chén mì, ăn theo cách này ngon lắm. Cái chén nước sốt mình pha, bây giờ mình cho một ít vào chén mì. Với rau này, còn lại nó ngon lắm cả nhà. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Trong cái vị nước sốt thì có thịt bằm nè, thịt heo bằm nè và nấm nè. Đủ loại topping mình mix lại cho ra một cái chén nước sốt và trộn với mì ăn rất là ngon. Cả nhà thử nha. Mì với trộn với rau này với nước sốt để đùa cho ăn rất là ngon, làm nhà với trộn với cái nhà. Đâu? Mấy cái gì vậy? Đất, 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 đúng rồi. Bao ngon. Mì cười hả? Anh là rất nhiều ăn gì không để nó đây là cái món tôm chiên sù chấm với tương sắc banana. Cái này chấm với nước sốt này ngon. Bắp bò này các bạn. Trang trí nhìn đẹp hơn. Con thử 16 con. Có 3 con bạch tuộc mà trang trí đẹp không? Giờ gắp bỏ cho đâu? Không nóng được chị. Hải sản thì phải ăn món Thái. Nấu cái đó là đá rồi. Giờ mình cho cái con ngao này vào nhiệt Thái luôn nha. Vào lẩu Thái giá vô. Chiều tới chứ hay đẹp không? Đẹp không? Nó tươi. Nở ra nè. Rồi con mực nó đẹp quá. Ăn con. Ăn con á. Con sò nữa cho nó đúng bụng. Nước cái đó là không được rồi. Đây là cái món lẩu Thái à, hải sản con bạch tuộc con này cả nhà. Nhìn con bạch tuộc nhìn dễ thương quá, không nỡ ăn nó luôn cả nhà. Ôi ôi nó nở ra như một cái bông hoa rất là đẹp. Có sò nè và đây là cái chén nước chấm hải sản. Là nhỏ xinh xinh nhìn rất là dễ thương, không nỡ ăn được. Đây là cái món tôm chiên giò huyên ăn kèm với nước sốt súp manene với
tương cà, tương ớt. Cuối cùng rồi mời và các bạn người một quen cái gà đấy nào. Sau khi ăn xong rồi mình ăn cái món tráng miệng là dưa hấu. Ăn dưa hấu như cái nhà. Lại phía trước thì phía trước có cái tủ gấu bông, mình gấp gấu bông như cả nhà. Thì vào đây ăn á, được gấp gấu bông là phải bill 1,5 triệu mới gấp được. Đây là cái tủ gấu bông, mình ra tới đây nhân viên tặng xu là mình gấp gấu bông thôi cả nhà. Nếu như mình gấp được thì gấu bông sẽ thuộc về mình. Wow, không được rồi, gấp khó ăn lắm cả nhà. Sau khi đi dạo thành phố Nha Trang về đêm thì cũng đã về đến phòng và lên bày ra những lon bia và những bịch bánh làm mồi để uống lay rai, ngồi ngắm view đẹp. Đây, giờ này ngắm view đẹp.